Xin chào anh em nha. Mình là Tấn Tôn nha. Hôm nay mình lên một số dao thép đen nha. Với lại một số lưỡi đao mặt kết. Thì anh em vô xem nha. Con đầu tiên là của mình là con Nakiri. Con này bản của nó là 5.5, dài 16.5, mình bán 450k nha. Con nước ram vẫn còn ok ha. Nó hơi bị rỗ chút xíu nha. Trên này thôi nhưng mà không sao. Ở dưới thì mình đã mài bén với lại xử lý hết rồi. Rất là ngọt nha. Mấy con này thì mình đã xử lý hết rồi. Đó, lượng rất là ok ha. Thì con này thép trắng nha anh em. Dây trắng. Mình bán 450k. Đây, con này thì chiều dài nó 13, bản 4.2 nha. Mình bán 250k thôi. Con này có hai mặt chữ luôn nè, anh em nhìn chữ này, hai mặt hai bên nha. 250k, con này là ba lớp thép á. Gọi là thép kẹp đó anh em. Ui, xem đứt tay. Đây. Đó, anh em xem nha, 250k. Con này là anh em có thể nhìn mặt chữ này. Con này là Santoku. Đó, gỗ cắn gỗ nha. Này 16 năm là chiều dài bản 4.7 ha. Mình bán 350k thôi. Rồi, rất là đẹp nè. Mấy con ở đây mình mài bén hết rồi. Anh em có thể nhìn thấy nè. Đó, lượng rất là ok. Con đó là 350k, con này là 450k. Chiều dài 19.7. Bản rộng là 2.8 nha, sashimi. Đây này, anh em thấy mặt chữ rất là đẹp nè, số 4 nha. Mình đã xử lý rồi, anh em cứ yên tâm. Về là chỉ có xài thôi, không cần làm gì hết. Anh em thích bén hơn nữa thì có thể về mài thêm ha. Con này dấu búa 3 lớp thép ha. Con này là giấy xanh nha anh em. Con này có một chữ xanh, nhưng mà anh em để ý mới thấy ở trên này nè. Mình còn hai con nữa. Đây logo nó đây anh em. Mình còn hai con nữa, ngày mai ít bữa nữa mình lên hai con đó luôn. Con này là giấy xanh. Theo mình biết là vậy. Tại vì mình còn hai con kia có chữ rõ luôn. Con này bản 15.8. Chiều dài còn bản là 4 phân. Mình bán 550k. Con này số 5. Con này con D3. D3 này thì nói chung là chữ Nhật mình không biết nhiều, nhưng mà chữ này mình biết nè. Vậy tại vì chữ Nhật nó đọc từ đây xuống đây xong lên đây. Chữ này chữ cuối cùng á. Mình cũng không biết, nghe người ta nói vậy chứ mình cũng chưa học nữa. Biết. Con này là dài 9 ly. Bản nó thì đây. Bản nó thì dài 15, bản 4.8 ha. Mình bán 550k ha. Con này rất ok rồi. Đó. Con này Santoku này, con này cái cán này rất là đẹp nè. Cán con này rất là đẹp nè, 3 lớp thép ha. Gọi là thép kẹp á, hai lớp hai bên là chống rỉ. Còn cái lõi thì nó rỉ nha, anh em xài thì nhớ vệ sinh cho nó đỡ ấy nha. Đó. Ok ha. Anh em mua con này thì bản 16.5 thì anh em biết rồi. Ở chiều dài còn bản là 4.7 ha. 400k nha anh em, con này số 7. Con này giống con hồi nãy nè, nhưng mà cái chữ này nó đảo ngược nè. Chữ này chữ Masa ha. Còn thì mình không biết nhiều. Chỉ biết nhiêu đó rồi. Con này thì bản 20. Chiều dài 20, bản 3 cm. Mình bán 400k. Đó, rất là ngọt rồi nè. Con này con D3 mini làm cá nhỏ. Con này thì bản 13.5. Chiều dài 13.5, bản 4 cm ha. Con này là con này khâu sơn nha anh em. Khâu sơn, cán rất là liền lặn nè. Vẫn còn ngon. Mặt chữ nó đây anh em ha. Mình có một con như vậy luôn, khâu sơn luôn. Nhưng mà con của mình là có chữ xanh cơ. Còn con này không có. Con này khâu sơn nha anh em, bán 450k. Con này là anh em có thể nhìn mặt chữ nó này hơi rỗ chút xíu, anh em về lấy với nhám đánh phần này ha. Mình con này đánh nó phải lâu lắm, mất cỡ chắc 2-3 tiếng nó mới sạch sẽ được.
Con này cái cán khâu sừng nhưng mà nó cán hơi xấu xíu. Mình bán 450, tại vì con này nó dài. Con này 14,6 rồi. À, 24,6 bản 3 sen ha. Nhìn cái ấy không cắt được. Nhìn tên kêu kêu đi. Điện à. Điện ro ghê rồi. 15,7 bản 5 sen ha. Con này mình bán 450k. Con này còn tem luôn nè. Đây con này còn tem nha. Anh em về chà lại chút xíu nha. Rồi. Đây mình có cái lưỡi này rất là ngon nè. Cái lưỡi này hồi trước nó có khâu sừng nhưng mà mình đập ra thì nó bể luôn. Nó nứt một bên nhưng mà khỏ ra cái nó bể đôi luôn, nó dục luôn rồi. Con này lưỡi thép này rất ok. Ở đây nó bị hơi ấy xíu này. Anh em nào về mài lại rồi tra cá nha. Mình bán 250k. Con này mình không đo nhưng mà bản nó chắc cũng dài cũng được 18 á anh em. Một con khâu sừng. Khâu sừng này mình bán 600k. Con này chữ rất là ok nè. Đây. Khâu sừng này. Rất là còn đẹp nè. Khâu sừng bò nha. Con này rất là bén nè. Anh em nhìn thấy à. Khâu sừng nha. Chữ đó chữ thủ công ha. Chữ người ta. Con này Masahiro. Con này thì có cái tang. Mấy con này thì còn đẹp hết. Mình bán 450 ha. Mấy mặt trên này thì mình bán 450 nè. Con này có cũng tang. Đây một con đề ba. Đề ba mặt chữ nó này. Con này đề ba này là Toyochi gì đó. Con này 15 bản 4,7 ha. 550k. Này vẫn còn tem luôn nè. Con này dày chắc 9 ly á. Con này 9 ly. Con đó là số 15. Còn con này số 16 này Nakiri nè. Con này đó anh em nhìn mặt chữ đó ha. Nước ram vẫn còn nè. Đây. Nó có xài nhưng mà xài chưa nhiều nè. Hơi màu nè. Đồ này thì người ta xài qua này. Hàng thủ công anh em để hàng thủ công có cái đường này. Cái đường này nhẫn thon lên. Mấy con kia thì nó không phải đó. Rất là ngọt ha. Đây mình bán 450. Mấy, tại vì cái lô này lô hàng đẹp nên mình bán giá hơi cao xíu. Nhưng mà giờ ra bãi mua người ta bán vẫn mắc rồi anh em ạ. Vẫn mắc lắm. 19,5 là chiều dài bản 3 sen nè, 400k nè. Bán 400k nha. Cây nào cũng bén hết rồi. Cây nào cũng bén hết nha. Bây giờ mình hạn chế nè. Cây này rất là đẹp nè, cây này cán cán rất là ok ha. Cán tròn nhưng mà hai bên này nó gồ lên để mình dễ cầm ha. Con này mặt chữ anh em nhìn thấy nè. Con này mình bán 450k nha. Cái gỗ này rất là đẹp nè. 16,5 bản 4,5. Con này con đề 3 nè anh em. Anh em nhìn chữ nè. 14,5 bản 5 sen. Mình bán 500k nha. Mấy đề 3 giờ người ta bán có con 6-700 không á. Hồi trước thì bán rẻ rẻ tí, hồi này người ta ở bãi người ta ít về á, người ta bán mắc quá. Mình đi bán theo giá người ta. Con này tem còn đẹp nè. Chữ quá trời nè, anh em nhìn nè. Con này cái khoen này bằng đồng nha, nó bằng inox chứ. Rất đẹp nè. Con này mình bán 400k nha, bản dài 20,5. Bản 3 sen ha. Con này khâu sừng nè. Khâu sừng mình bán 450 nha. Có chữ mặt chữ nó nè. Có mặt chữ nó anh em ha. Chữ này mình lấy nhám trà nó phai bớt rồi. Khâu sừng nha anh em.
cá rất là liền lặn nè, 450 nè. Đây hai con này mình bán hai con đề ba, hai con đề ba này mình bán 850 luôn. Cá bắt giác nha anh em. Đây khâu này khâu nhựa rất là đẹp nè, trước có cái chữ đây, chữ chữ ấy mà chà rét nó hết rồi. Một con tạm, con 850 hai con 850 hai con 850 hai con 850 nha anh em. Đâu có 450 hả? Hai con 850 một con 850 hai con 850 mệt quá. Mọi cả cả 13 chiều dài 13 bảng 4,3 ha. Con này cũng giống con kia thôi, 250 này. Nhưng mà con này nó không có cái chữ này đây, nó mất rồi quá. Hai mươi ba phẩy năm bảng 3 sen ha, 450k. Con này mặt chữ nó đây nè, có anh em chữ hai mặt không ha. Đây mình còn nè, cái logo đó anh em nhìn nè, anh em đôi khi để ý là anh em nhớ hãng nè, logo này 450k ha. Con này đề ba hơi to nè, đề ba này bản to mà dày nữa, con này dày chắc con này 9 sen luôn, 9 sen mấy. Con này mình bán 550k thôi, nó hơi nứt cái này tí. Chiều dài 17 bản 5,5 nha. Con này bán 400k, 15 sẹt là 4/7 ha, 400k. Con đề ba này rất là đẹp nè. Đây cái con này, con này cán ổn định rất là đẹp nè. Cán này nó chống thấm nước nha anh em. Con này ba lớp luôn, 450k, bảng 16.5 à, chiều dài 4,4 chiều dài 16,5 ha, bảng 4,5. Cái này thì còn chữ trên này nè, mặt chữ trên này nè, nước sơn nó vẫn còn nè. Con này mình bán 350 thôi, cái bảng nó là 16 chiều dài 16.5, bảng 4,5 ha. Mấy con này rất là bén anh em, về là chỉ có xài thôi, không có mài muốn gì hết á. Đây mặt chữ nè, cái này mình bán 400k ha. Cái khoen này bằng nhôm ha, này 16 chiều dài 16 này, bảng 4,3 ha. Đây con Masa này, Masa Moto nha, dài 23. Con này thì nó hơi mòn một xíu rồi, nó thon lên ha. Con này là thép giấy trắng số 2 nha anh em, mình bán 300k thôi, khâu sừng nè. Đây con này cũng Masa luôn, con này thì dài hơn, con này lưỡi dài 28 rồi, lưỡi dài 28 bản 3 sen ha, bán 450 ha. Con này thì nó còn đẹp nhưng mà phần sau này hơi rỗi xíu, anh em về đánh lại ha. Còn đẹp, cái dáng thì nó chưa ok lắm, cái mũi này thì chắc nó mòn hay sao á. Con này thì mình nghĩ nó 24 rồi á. Hay con này thì chắc chiều dài nó nhiêu đây, nhưng mà cái mũi này nó bị mẻ hay sao đó, người ta chỉnh lại rồi này. Nó chỉnh chưa đều. Con đó mình bán 450 nha. Con này cũng là thép giấy trắng số 2 á. Đây này, con này 16,5 bảng 4 sen rưỡi, 300k. À 350 chứ. Đây mặt chữ đó anh em nhìn nè, thép 3 lớp ha. Đây nè, thép 3 lớp anh thấy nhìn nè, thép kẹp á. Hai bên này là chống rỉ, còn lớp thép này thì